Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Tuất tháng Đinh Hợi năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày bính tuất tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, ốc thượng thổ, kỵ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý và Nhâm Tuất. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi về các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao cát khánh, tốt mọi việc, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hồng sa, tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát sao xấu trong ngày cũng có, gồm sao hoang vu, xấu mọi việc, sao nguyệt hư, hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao tứ thời cô cỏ, kỷ cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính Đông. Sau đây, Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tí á, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tí đang gặp ngày có kiếp tài xuất hiện cho thấy bạn tuổi tí trong ngày hôm nay có thể vấp phải những mâu thuẫn tranh chấp với lợi ích người bên cạnh và bạn tuổi tí bạn nên cẩn trọng khi lựa chọn đặt lòng tin để trao đúng người đúng lúc kẹo lại tự rước họa vào thân Ngày này đối với bạn tuổi tí, một vài kẻ có tâm tư riêng đang muốn lôi kéo bạn vào vòng tranh đoạt ở nơi công sở. Khi tập thể đã xảy ra tình trạng chia bè phái cánh, thì hàng tá rắc rối cũng sẽ đi kèm đó. Bạn mạnh tuổi tí cần phải giữ vững lập trường cũng như là sự tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý ngũ hành thổ khắc với thủy, cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có điểm báo mối quan hệ giữa bạn và nữ kia đang tồn tại nhiều vấn đề. Nếu hai bạn không tìm cách giải quyết và nói chuyện thẳng thắn với nhau càng sớm càng tốt thì tình cảm giữa bạn là sứt mĩa một sớm một chiều đó bạn tuổi Tý nhé. Đôi khi trốn tránh chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất và với bạn tuổi tí, bạn tránh sự tranh cãi vì nghĩ rằng như vậy sẽ không khiến cho hai bên tổn thương. Thế nhưng, vấn đề thì vẫn nằm ở đó. Bạn và đối phương nên đối diện thẳng thắn với những mâu thuẫn hiện tại và cùng nhau giải quyết dứt điểm một lần bạn tuổi tí nhé. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim, tình cảm lục đục, đôi lứa mâu thuẫn, tử vi tuổi bính tí thuộc thủy vấp phải những tranh cãi với đồng nghiệp do bất đồng quan điểm tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa đừng vội vàng tin tưởng người khác tử vi tuổi canh tý thuộc thổ chưa thực sự nhìn nhận thẳng vào vấn đề với nửa kia tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc công việc trì trệ vì chia bè kết phái về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi cho nên với bạn tuổi sửu đang rất nỗ lực để vươn tới mục tiêu của bản thân song dường như bạn mệnh đang tự thái quá vào năng lực của chính bản thân mình và bạn tuổi sửu bạn tính xong pha về phía trước giúp cho bạn dẫn đầu nhưng nếu đã sống trong môi trường thập thể, chẳng ai có thể luôn làm việc một mình mà không kết hợp hay là nhận sự hỗ trợ giúp đỡ từ người khác. Bên cạnh đó, với bạn tuổi xỉu, bạn nên hòa đồng hơn nếu cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Với bạn tuổi xỉu, nên có cách từ chối khiếu liếu để hai bên cùng thoải mái, chớ nên quá kiêu ngạo mà khiến cho mọi người dần xa lánh. Khi đó bạn sẽ rất cô độc đó bạn tuổi xỉu nhé. Chính quan chiếu mệnh dẫn lối cho bạn tuổi xỉu sẽ mang đến cho bạn có được những cơ hội thăng tín. Đây là cơ hội mà bạn tuổi xỉu mong chờ đã lâu cho nên hãy biết nắm bắt chắc khi nó đến đừng đặt cảm xúc cá nhân vào trong công việc. Nếu không, bạn sẽ chẳng thể nào đạt được những thứ mình mong muốn. Từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên khéo léo hơn trong cái mối quan hệ với đồng nghiệp tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa bất kiêu ngạo và hòa đồng nhiều hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ luôn sông pha vươn tới phía trước để đạt được thứ mình muốn tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc có cơ hội thăng tín đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng về đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi dậu. Tử vi tuổi dần thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, xiên tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất, cho nên với bà tuổi dần, bạn là tiếp người nối đi đôi với hành, bạn mệnh có năng lực hành động, một khi đã xác định là sẽ tiến hành ngay lập tức, trong khi người khác vẫn còn đang nối và do dự, nhờ vậy mà bạn sẽ rút ngắn được thời gian hơn hạn so với những người khác trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần bạn có một điều đáng tiếc là bạn có thừa sự nhiệt tình song đôi khi bạn lại biến nó thành nóng vội khi hăng hái thái quá bạn mạnh dễ cảm thấy nguội lạnh ở trong lòng bộ dở kế hoạch nửa chừng là điều thường xảy ra với bạn May mắn cho cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần là nhờ có được thực thần phù trợ. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bạn tuổi dần trong ngày hôm nay sẽ có chuyển biến tích cực. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng và kiên trì trong suốt thời gian qua với bạn tuổi dần. Có công mài sắt, có ngày nên kim, khó khăn qua đi, quả ngọt đang chờ đón bạn ở phía trước nữa nhé. Tuy nhiên, ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có màu khác với thổ nhắc nhở bản tính của bạn tuổi dần nên tính toán kỹ càng trước khi đưa ra quyết định xuất tiền về đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy tìm hiểu thật kỹ về đối tác mà bạn sắp kết hợp cũng như là thành quả mà người đó đã đạt được dù muốn lợi lớn nằm ngay trước mắt nhưng bạn cũng không nên quá chủ quan bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, bộ dựa dựa chừng sẽ khiến cho bạn bộ lỡ nhiều cơ hội. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa nên kiên trì với mục tiêu đặt ra rồi bạn sẽ nhận lại kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ đừng chủ quan và dễ dàng tin tưởng với người chưa từng hợp tác. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nghĩ nhanh, hành động nhanh giúp cho bạn bộ sang người khác, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, việc kinh doanh bắt đầu thu lãi nên nghĩ đến kế hoạch lâu dài hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi tốt tuổi hợi tử vi tuổi Mão thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp được ngày ngũ hành Mão Tuất nhị hợp đây là báo hiệu cắt lành cho bạn mệnh tuổi mạo trong ngày hôm nay. Cục diện này mang đến cho bạn tuổi mạo có được tài lộc khá rụng rịnh trong hôm nay nhờ biết cách xây dựng cái mối quan hệ làm ăn, hợp tác có lợi để thu lợi về mình. Và bạn tuổi Mão bạn là người khá coi trọng thể diện, bạn muốn những thứ mình làm phải được người khác tán tụng, khen ngợi, Vậy nên, khi nhận được những ý kiến trái chiều, những chú mèo dễ dàng, xù lông lên và phản bác ngay lập tức, bất kể đối phương có nói đúng hay là nói sai, đây là nguyên nhân đôi lúc bạn trở nên rất nóng nảy bạn tuổi mạo nhé. Thương quan giáng họa cũng ảnh hưởng tới chuyện tình cảm vợ chồng của bạn mệnh tuổi mạo trong ngày hôm nay. Với người đầu ấp tay gối với mình, hai bạn cần phải quan tâm và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Đừng vì những cơn ghen tung vô cớ làm lung lay niềm tương dành, niềm tin dành cho nhau. Ngày này đối với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày mộc thổ xung khắc báo hiệu sức khỏe của bạn tuổi mão đang gặp phải vấn đề về đường hô hấp, khối bụi do ô nhiễm môi trường là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng đó và với bạn tuổi mão nên sử dụng khẩu trang có màng lọc bụi tốt hoặc là tham gia các phương tiện giao thông công cộng nếu có thể bạn tuổi mão nhé. Và tử vi tuổi ất mão thuộc thủy tài lộc dũng dĩnh kinh doanh phát đạt tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa họ, nên học cách lắng nghe nhiều hơn tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ không nên chủ quan với sức khỏe của cơ thể tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tình cảm vợ chồng tồn tại mâu thuẫn, tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp, có lộc thu về. Về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi tử vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất sửu mùi cho nên với bạn tử thìn đang gặp phải trở ngại không hề nhỏ với mình kế hoạch về đầu tư từ trước đốt của bạn không tiến trịn theo mong muốn thậm chí còn đứng trước những nguy cơ thất bại công việc của bạn tử thìn trong ngày này không được như ý khiến cho bạn trở nên nóng nảy và bướng bỉnh quyết hơn thua đến cùng với những câu nói bông đùa của người khác trạng thái bất ổn này còn kéo dài cho đến khi với bà tuổi thìn về nhà, bản mệnh sẽ chút giận lung tung lên những người không liên quan nữa nhé. Thìn quan giáng họa, cái điều này càng khiến cho vận trình của bà tuổi thìn thêm phần ảm đạm, vợ chồng cãi cọ, con cái không nghe lời, khiến cho bà tuổi thìn càng phiền muộn và đầu óc bị tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực, chán nản. Đây là lúc bản lĩnh vững vàng của bà tuổi thìn được đem ra để thử thách nhé thổ khí vượng gây ra những triệu chứng bất ổn cho cơ thể của bạn tuổi thìn về đường tiêu hóa. Bạn mệnh nên có chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng các đồ uống có cồn để giữ được cơ thể luôn khỏe mạnh. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại, đầu tư không như ý. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, nóng nảy, nhạy cảm với mọi người. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, không nên đưa ra những quyết định đầu tư khi tinh thần bất ổn, tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, trút giận lên người không liên quan, gây tổn thương cho người khác, tử vi tuổi nham thìn, thuộc thủy, nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh hơn. Và đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang đốn may mắn liên quan tới tiền bạc khi bạn đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh đó có thể là khoản thưởng nóng từ cấp trên với những biểu hiện xuất sắc của bạn gần đây nếu không bạn cũng sẽ được ai đó cho tiền hoặc là cho vay để làm việc quan trọng nữa tài chính ổn định giúp cho bạn tuổi tỵ có được nền tảng vững chãi để thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu và với bà tuổi tỵ đừng nên chần chừ thêm nữa bởi tiền mà không được sử dụng đúng mục đích ngay thì rất sẽ dễ sẽ khiến cho bạn nóng lòng tham và đi vào những cái công việc không cần thiết khác trong ngày này đối với bà tuổi tỵ ngọa thổ tương sinh báo hiệu cho bạn cái mối quan hệ từ người thân tình cảm bạn bè đến đối tác của bạn đang tín tỉn rất chi là tốt đẹp nhờ sự khéo léo và tinh tế khi cư xử với mọi người nên bạn nhận được những tình cảm hết sức chân thành từ những người xung quanh. Ngoài ra, có một vài hiểu lầm trước đây cũng sẽ được hóa giải và bạn tự tị, bạn là người tự chừng như cả đời sẽ không bao giờ nói chuyện nữa, sẽ chủ động liên lạc và tháo gỡ những vướng mắc của cả hai. Đây quả là một niềm vui không nhỏ đối với bạn tuổi Tỵ trong ngày hôm nay nhé. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa có tin vui về tài lộc, tiền bạc được dư dả Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ tài chính ổn định cho những kế hoạch lớn lao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc hiểu lầm cũ được tháo gỡ, tình cảm được nối lại. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim các mối quan hệ được hài hòa được mọi người yêu mến. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy không nên do dự khi đang có cơ hội thực hiện mục tiêu bấy lâu. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tử ngọ thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngọ tốt bán hợp cho nên con đường tình duyên của bạn mệnh tuổi Ngọ trong ngày hôm nay sẽ được thuận buồm xuôi gió vô cùng là thuận lợi. Ngày này những người đã có nửa kia thì tiếp tục nhận được sự quan tâm và chăm sóc của người ấy, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng cho nên tình cảm rất chi là bền vững. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể tìm được một nữ lý tưởng của mình qua các buổi tụ tập bạn bè. Và bạn tuổi ngọ, bạn nên chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao của mình hơn thay vì cứ sống khép kín bản thân. Sáng đi làm, tối lại về nhà, cơ hội chỉ đến khi bạn chủ động tìm kiếm nó nhé. Lại thêm, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chia chở, cho nên với bạn tuổi ngọ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc, dù không dư giả đến mức phải đẩy áp ví, nhưng cũng đủ để cho bạn chi tiêu cho những mục đích cần thiết. Nếu muốn cải thiện tình trạng thu nhập hiện tại của mình, thì bạn tuổi ngọ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Trong ngày hôm nay đối với bà tuổi ngọ, nếu như bạn có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông. Hai cái hướng này sẽ giúp cho bạn có được sự may mắn và suôn xỉa tránh được họa rắc rối cho mình. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tình cảm được hòa hợp đôi lứa hạnh phúc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy đối với những bạn đang quản độc thân nên chủ động gặp gỡ và kết giao thêm với những người bạn mới để cải thiện vận đào hoa, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tiền bạc được ổn định, chi tiêu đủ cho những việc cần thiết, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ vợ chồng tâm đầu ý hợp, gia đình êm ấm, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên cố gắng hơn nếu muốn cải thiện thu nhập. Vài đánh giá của bà tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi tốt, tuổi Mùi, tuổi Dần. tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất xỉu Mùi cho nên với bạn tuổi Mùi sẽ phải hứng chịu tổn thương khá chi là lớn về chuyện tình cảm trưởng thành sẽ giúp cho bản thân bạn nhận ra đôi khi để ai đó ra đi là điều tốt cho cả hai. Nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ khiến cho hai người càng thêm đau khổ mà thôi nhé. Không phải ai cũng có may mắn tìm được một nửa của riêng mình, tìm được rồi cũng chưa chắc sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bạn mệnh nên học cách buông tay khi cần thiết để cả hai có thể tìm cho nhau hạnh phúc mới. Có như vậy sau này nhìn lại Hai bạn vẫn có thể mỉm cười khi đối diện với nhau. Trong ngày này đối với bà tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp ngày của chính con chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bà tuổi Mùi sẽ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn, những gian nan hôm nay sẽ tô điểm cho thành quả của bạn về sau này cho cho bạn thêm phần ngọt ngào hơn, bởi đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì bạn đã cố gắng đừng bỏ cuộc khi mọi chuyện chưa đi đến cùng bạn tuổi mùi nhé. Thổ khí vượng cũng nhắc nhở cho bạn mạnh tuổi mùi trong ngày hôm nay hãy gạt bỏ những suy nghĩ cổ hủ từ trước và bạn hãy mạnh dạn tiến tới những điều mới mẻ. Nếu cứ giữ tư tưởng cổ hủ, bạn sẽ bị người khác bỏ lại rất chi là xa nữa và tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tình cảm không như ý sầu muộn cuốn thân tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy thiếu tập trung cho công việc vì những cảm xúc cá nhân tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa đừng từ bộ khi khó khăn ập đến con đường dẫn đến thành công không hề chỉ được trải hoa hồng tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ mạnh dạn thay đổi bạn sẽ thấy cuộc đời này đổi khác tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nếu đã không thể níu kéo hãy cho nhau lối đi riêng và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi mão tuổi ngọ Tử vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày thân tuất tương hội mang đến cho bạn tuổi thân trong ngày này khá chi là may mắn cục diện tốt đẹp sẽ giúp cho chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi thân thêm phần được suôn sẻ. Những bạn quản lý bóng cũng sẽ có được cơ hội gặp gỡ nửa kia hơn. Những cặp đôi nếu thái tình cảm chín mồi rồi có thể suy nghĩ đến việc dẫn nhau về ra mắt họa hàng và bạn bè đôi bên. Khi đó tình sự của hai bạn sẽ sang một trang sự mới rất chi là ngọt ngào. Chẳng những tình cảm của bạn được thăng hoa mà công việc của bạn tuổi thân cũng được khởi sắc nhờ có thiên ấn chiếu mệnh. Bạn được cấp trên tin tưởng, trao cho cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày thổ sinh cho kim vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi thân rất chi là tốt và sẵn sàng để chiến đấu cho những mục tiêu lớn lao hơn. Những bài tập, rèn luyện cơ thể đang mang lại kết quả tốt. Hãy cố gắng duy trì thói quen rất tốt này bạn tuổi thân nhé. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy đôi lứa tính tới chuyện trăm năm. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa công việc suôn sỉa cấp trên tin tưởng. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ có cơ hội để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc sức khỏe ổn định để thực hiện các kế hoạch lớn lao. Về tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, cảm xúc thăng hoa, tạo động lực lớn để phát triển sự nghiệp. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu xám quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi Thìn tuổi Tỵ tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay sẽ không phải là một ngày may mắn với bạn tuổi Dậu do bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu tuất tương hại gây ra và với bạn tuổi dậu bạn sẽ nóng giận vô cớ do cảm thấy bản thân không được người khác tin tưởng bạn đến ngay đến cả những người thân trong gia đình cũng tỏa thái độ nghi ngờ với những gì mà bạn làm trong ngày hôm nay đôi khi khoảng cách giữa các thế hệ bố mẹ và anh chị em không thực sự hiểu được dự định của bạn những bạn tuổi dậu cần phải bình tĩnh để phân tích kỹ càng những lợi thế, ưu điểm của mình để lấy được lòng tin cũng như là sự an tâm của những người thân yêu. Sự nóng vội và cáo kỉnh không biết cách ăn nối rõ ràng sẽ khiến cho bản thân của bạn tự dậu càng nhiều phiền tối, càng nhiều người phản đối, thậm chí là bạn còn có thể bị hiểu lầm là vô lẽ khi phát ngôn không đúng mực. Chính ấn nhập cục cái điều này sẽ giúp cho bạn tự giàu sẽ càng thêm phần quyết tâm và nỗ lực để chứng minh con đường mình đi lựa chọn là đúng đắn. Bạn mệnh không cho phép mình lồi bước mà phải tín lên bằng bất kỳ giá nào cho dù thất bại cũng sẽ là bài học xương máu đắt giá với mình. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy khoảng cách giữa các thế hệ khiến cho tình cảm gia đình lục đục, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, thiếu sự tin tưởng của người thân, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, nếu đã có lựa chọn của riêng mình cần phải kiên định tới cùng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, nỗ lực hiện tại sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, cần hành sự đúng mực với trưởng bối về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, đây là điều báo họa tiểu nhân trong sự nghiệp của bạn tuổi Tuất ngày hôm nay. Do đó, bạn tuổi Tuất phải luôn thật bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, đừng vội vàng phản ứng quyết liệt với những lời kích động của người khác. Đó có thể là chiêu trò vào những kẻ tiểu nhân gây ra cho bạn để tìm cơ hội quật ngã bạn. Chỉ cần bạn tuổi tuất một phút lơ là, bạn dễ dàng rơi vào bẫy và những kẻ tiểu nhân đó đã bố trí sẵn đánh đổ tất cả công sức mà bạn đã cố gắng trong suốt thời gian vừa qua. Ngũ hành thổ đang rất vượng cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi tuất đi xuống. Bạn hãy xem xét lại chế độ ăn uống cũng như là nghỉ ngơi của mình sao cho hợp lý bạn có thể đăng ký một khóa học yoga vừa tốt cho sức khỏe vừa giúp cho đầu óc được thư giãn mà còn có tác dụng cải thiện vóc dáng rất chi là hiệu quả nữa trong ngày hôm nay đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển những vị trí đồ đạc tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi những việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, ganh ghét. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, tiểu nhân lâm lìa hãm hại nên cẩn thận lời nói hành động. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sức khỏe của bạn đi xuống do chưa có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim nên dè chừng trước những lời nịnh nọt bởi chưa chắc đã xuất phát từ sự thật lòng. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy kìm chế cảm xúc, không nên kích động, vội vàng. Về đánh giá của bà tử tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. Tử vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020. Ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi bạn có trí tín thủ và dũng cảm dám đương đầu với mọi thách thức tuy nhiên bạn cũng rất dễ cô đơn khi cảm thấy không ai thực sự hiểu được chí hướng của bản thân mình đó là lý do mà bạn tuổi hợi thường bị đánh giá là ít hòa nhập thậm chí là cô lập nữa sự xuất hiện của tỷ kin trong ngày hôm nay sẽ thôi thúc bản mệnh tuổi hợi cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp để mọi người cảm thấy thoải mái và tự nhịn hơn, tự nhiên hơn khi làm việc chung. Chỉ khi bạn cởi mở, bạn sẽ cho bản thân và người khác cơ hội để hiểu về nhau nhiều hơn. Ngũ hành xung khắc cũng cho thấy sức khỏe của bạn mạnh tuổi hợi trong ngày hôm nay có thể bị ảnh hưởng ít nhiều do thời tiết thay đổi thất thường và bạn nên rèn luyện nhiều hơn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cũng như là nên nghỉ ngơi hợp lý sau thời gian làm việc kéo dài liên tục ngày này đối với bạn tuổi hợi vị trí nhân thần ở trong miệng và khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy với bạn tuổi hợi nên tránh tác động làm tổn thương hay là va chạm mộ xỉa tâm tích châm trích ở các vị trí này nhé tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa không ngại khó ngại khổ dám đương đầu với thử thách tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ dễ bị cô độc vì không tìm thấy được người cùng chí hướng tử vi tuổi kỵ Hợi thuộc mộc cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim sức khỏe bị ảnh hưởng bởi thời tiết thay đổi tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy nên có chế độ ngủ nghỉ hợp lý sau thời gian làm việc kéo dài. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.